Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo tờ Politico, Nhà Trắng dự báo sự nghiệp chính trị của ông Netanyahu sắp kết thúc và cương vị thủ tướng của nhà lãnh đạo này sẽ chỉ tồn tại trong vài tháng hoặc ít nhất cho đến khi chấm dứt kế hoạch quân sự của Israel ở dài Gaza. Tổng thống Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel và đề nghị ông xem xét để lại di sản cho người kế nhiệm. Theo tờ Politico, nguyên nhân khiến chiếc ghế thủ tướng của ông Netanyahu lung lay là do thất bại của tình báo Israel dẫn đến cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ngày 7 tháng 10. Không chỉ vậy, kế hoạch quân sự của Tel Aviv ở giải Gaza cũng vấp phải làn sóng phản đối kịch liệt tại nhiều nơi. Trong cuộc họp báo trước đó, Thủ tướng Netanyahu từ chối bình luận về khả năng từ chức đồng thời nhấn mạnh ông đang hoàn toàn tập trung cho kế hoạch quân sự. Cùng ngày, Tổng thống Biden kêu gọi tạm dừng cuộc xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza. Tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về Palestine, đại diện thường trực Nga Vasily Nebenzia kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng đổ máu tại Trung Đông để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh lan rộng. Trước đó, cũng theo tờ Politico cho biết, chính quyền của tổng thống mỹ joe biden hiện có hai vấn đề cần giải quyết liên quan đến cuộc xung đột ngày càng căng thẳng giữa israel và hamas ngăn chặn một cuộc xung đột lan rộng và hỗ trợ các hoạt động trên bộ của israel ở gaza điều quan tâm hàng đầu của các quan chức chính quyền mỹ là đảm bảo iran và các lực lượng khác như hezbollah ở liban đứng ngoài cuộc xung đột thách thức đặt ra ở đây là khả năng đó đang giảm dần theo từng giờ trong một thông điệp hiếm hoi đưa ra cuối tuần trước Tổng thống Iran Ibrahim Raisi cho rằng cuộc tấn công trên bộ của Israel ở Gaza đã vượt qua ranh giới đỏ, điều này có thể buộc mọi người phải hành động. Trong khi đó, các cuộc đấu pháo Israel và Hezbollah đang gia tăng trong hai ngày qua, đỉnh điểm là lực lượng Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah bên trong Liban bằng pháo và súng cối trong ngày 31 tháng 10. Mỹ đã cho tàu sân bay USS Gerald Ford và nhóm tàu tấn công hộ tống đóng quân ở phía đông Địa Trung Hải. Người phát ngôn Lầu Năm Góc. Pat Rider cũng cho biết Mỹ sẽ gửi thêm 300 binh sĩ tới khu vực hoạt động thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm bao gồm Trung Đông và một phần Châu Phi sau cuộc xung đột hiện tại giữa Israel và Hamas. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trước đó lưu ý trên chương trình Face the Nation của CBS News rằng Washington sẽ trả đũa nếu các lực lượng vũ trang khác trong khu vực tiếp tục tấn công quân đội Mỹ ở Trung Đông. Một quan chức chính quyền cấp cao Mỹ đã ủng hộ tuyên bố của ông Sullivan mọi thứ chúng tôi đang làm đều nhằm gian đe và ngăn chặn gia tăng căng thẳng quan chức này nói thêm rằng tổng thống joe biden và nhóm cố vấn cấp cao nhà trắng vẫn đang chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ vấn đề còn lại là làm thế nào để thuyết phục israel rằng họ đã đi quá xa trong chiến dịch tấn công vào gaza ngay cả trong giai đoạn đầu mỹ không muốn chứng kiến một chiến dịch tấn công quy mô lớn như vậy dẫn đến gần như cắt đứt hoàn toàn liên lạc ở gaza chính quyền biden đã thúc đẩy israel khôi phục kết nối và tập trung hơn vào các cuộc tấn công có giới hạn tình thế tiến thoái lưỡng nan này đang khiến diễn biến vốn đã khó khăn lại càng trở nên phức tạp hơn đối với tổng thống biden người đang nỗ lực kiểm soát hoạt động quân sự của israel và căng thẳng trong khu vực nhưng quan chức mỹ nói rằng họ tin tưởng nhà trắng có kế hoạch để vượt qua tình trạng hỗn loạn trước đó một quan chức mỹ khác nói với tờ thời báo israel rằng chính quyền Biden đã thúc đẩy Israel thực hiện một chiến dịch trên bộ hạn chế hơn ở giải Gaza. Quan chức Mỹ này cho biết, các nhà lãnh đạo Israel hiện cũng phản đối một cuộc tấn công tổng lực trên bộ vào giai đoạn này vì có thể gây nguy hiểm cho các con tin đang ở Gaza, và do đó không cần áp lực từ Washington đối với đường lối quân sự hiện tại. Theo quan chức Mỹ trên, vẫn còn sự hoài nghi trong chính quyền Biden về chiến lược rộng lớn hơn của Israel vì thủ tướng benjamin netanyahu chưa cho biết nước này muốn lực lượng nào sẽ kiểm soát giải gaza sau khi thành công trong mục tiêu đánh bại hamas đồng thời nói thêm rằng washington đang nêu ra mối lo ngại này với các nhà lãnh đạo cấp cao của israel cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng trung quốc vương nghị và ngoại trưởng oman sayibbat Hamad al boussedi tập trung vào cuộc xung đột hiện nay giữa israel và phong trào hồi giáo hamas của palestine ông vương nghị cho rằng tình hình hiện nay ở giải Gaza đang ngày càng xấu đi, số dân thường thương vong không ngừng tăng lên. Theo ông, không một quốc gia có lương tâm và có trách nhiệm nào có thể cho phép thảm kịch như vậy tiếp diễn. Ngoại trưởng Trung Quốc một lần nữa kêu gọi sớm triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế có thẩm quyền hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả hơn để đưa vấn đề Palestine trở lại giải pháp hai nhà nước. Ông nhấn mạnh, Nguyên nhân sâu xa của vấn đề Palestine nằm ở việc các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân Palestine chưa được khôi phục và đảm bảo. Lối thoát cho vấn đề này là thực hiện giải pháp hai nhà nước. Ông cho biết, Trung Quốc sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng 11, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường phối hợp với các bên, đặc biệt là các nước Ả Rập, bảo vệ công lý, tập hợp đồng thuận và không ngừng nỗ lực nhằm giảm xung đột, bảo vệ dân thường, làm dịu tình hình nhân đạo và khôi phục tiến trình hòa bình. Về phần mình, theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Oman trông đợi Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng với tư cách là Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bà An trong tháng này. Ông khẳng định Oman đồng quan điểm với Trung Quốc cho rằng đối thoại là cách duy nhất để giải quyết vấn đề và hy vọng tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ sớm được khởi động lại. Được biết, kể từ khi bùng phát vòng xoáy xung đột mới nhất giữa Israel và Hamas ngày 7 tháng 10 tới nay, hội đồng bảo an đã tiến hành nhiều cuộc họp kín và phiên thảo luận mở tuy nhiên do sự chia rẽ giữa các ủy viên chủ chốt các dự thảo nghị quyết đều không được thông qua trước đó ngoại trưởng trung quốc vương nghị đã có cuộc điện đàm với ngoại trưởng israel và palestine ông tuyên bố các nước có quyền tự vệ nhưng phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế đồng thời kêu gọi hai bên nhanh chóng nối lại đàm phán hòa bình đây không phải là lần đầu tiên ngoại trưởng trung quốc đề cập đến tình hình israel và palestine sau các cuộc xung đột giữa israel và lực lượng hamas nhưng là lần đầu tiên ông điện đàm với ngoại trưởng của cả hai nước trong cùng một ngày thông tin do bộ ngoại giao trung quốc đăng tải trước đó cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp palestine riyad al maliki ông vương nghị tuyên bố trung quốc lên án mạnh mẽ và phản đối mọi hành vi tổn hại dân thường vi phạm luật pháp quốc tế đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đảm bảo điều kiện sống cơ bản nhất cho người dân Gaza. Trong khi đó, tại cuộc điện đàm với ngoại trưởng Israel Eli Cohen, ông Vương Nghị nhấn mạnh, các quốc gia đều có quyền tự vệ nhưng cần tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ sự an toàn của dân thường. Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột liên tục gia tăng và tình hình ngày càng nghiêm trọng, cho rằng chỉ có tuân thủ khái niệm an ninh chung mới có thể đạt được an ninh bền vững chỉ có kiên trì đường lối giải quyết chính trị, những lo ngại an ninh chính đáng của Israel mới có thể được giải quyết triệt đề. Một quan chức y tế ở thành phố En Aris của Ai Cập mới đây cho biết, các đội y tế sẽ có mặt tại cửa khẩu Rafah để kiểm tra những trường hợp bị thương được đưa đến từ Gaza và xác định bệnh viện được chuyển tiếp để điều trị. Một nguồn tin an ninh tại cửa khẩu Rafah đã xác nhận thông tin này. Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Qahira News của Ai Cập đưa tin Rafah, cửa khẩu duy nhất nối bán đảo Sinai với Gaza, không do Israel kiểm soát để tiếp nhận một số người Palestine bị thương. Một bệnh viện giá chiến có diện tích 1.300m2 sẽ được xây dựng để tiếp nhận những người Palestine bị thương ở thành phố Seyit Zuwayit -e thuộc tỉnh Bắc Sinai, cách cửa khẩu Rafah khoảng 15km. Ngoài ra, một số lượng lớn xe cứu thương đã được tập kết ở cửa khẩu Rafah bên phía biên giới Ai Cập để sẵn sàng hỗ trợ những người Palestine bị thương. Quyết định mở cửa khẩu Rafah được đưa ra vài giờ sau cuộc tấn công của Israel và trại tị nạn lớn nhất ở giải Gaza. Trong diễn biến liên quan, hôm 31 tháng 10, Bộ trưởng Y tế Jordani, ông Firat Al-Hawari cho biết nước này đã điều 6 xe tải chở thuốc men đến cho người Palestine qua cửa khẩu King Hussein Bridge giữa Jordani và khu bờ tây của Palestine. Chính phủ Jordani cũng thông báo sáng kiến trung tâm điều trị ung thư King Hussein giúp điều trị trẻ em Gaza mắc ung thư. Bộ trưởng thông tin chính phủ. Ông Muhannad Mubaidin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một tuyến đường song song để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Ngoài ra, hai máy bay của Jordani mang theo vật liệu cứu trợ đã hạ cánh xuống Ai Cập, chuẩn bị chuyển hàng sang Gaza qua cửa khẩu Rafah. Trong khi đó, phát biểu họp báo, người phát ngôn chính phủ Cộng hòa Sip, Konstantinos Letimbiotis tuyên bố nước này đang liên lạc với các quốc gia trong khu vực cùng với Liên minh châu Âu, EU và Liên hợp quốc nhằm thiết lập hành lang nhân đạo. Chi tiết về cách thức hoạt động của hành lang vẫn đang được thảo luận trong đó gồm cơ quan điều hành và các vấn đề an ninh. Một quan chức Cộng hòa SIP cho biết, nước này đánh giá ý tưởng trên là rất khả thi, bởi SIP nằm gần Trung Đông và có quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia láng giềng. Cộng hòa SIP là quốc gia EU gần giải Gaza nhất, nằm cách vùng đất này khoảng 370 km về phía tây bắc. Theo kế hoạch, Tổng thống Cộng hòa SIP Tristodo Ulides sẽ thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về hành lang nhân đạo, trong khi Ngoại trưởng Konstantinos Kobos đã đến thăm Jordani và chính quyền Palestine ở Ramallah trong hai ngày 29 và 30 tháng 10. Tổng thống Cộng hòa Sip cũng đề cập đến vấn đề này với người đồng cấp Ai cập Abdel Fattah el-Sisi. Bên cạnh đó, tại cuộc họp của cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, Phó đại diện thường trực Liên bang nga Maria Zabul'skaya đã đề nghị tăng ngân sách cho cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc tại Trung Đông UNRWA để hỗ trợ người tị nạn Palestine.